Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2014, huyện Quỳ Châu đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Trước lúc vào buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng ban, cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện đã xuống nghĩa trang liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự buổi tọa đàm tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện, có đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện, đồng chí Lang Quốc Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phan Đức Đồng, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cán bộ trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đại biểu thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, lãnh đạo các phòng, ban ngành và 12 xã thị trấn của huyện, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện. Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt của các cháu học sinh và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của quân đội và nhân dân Việt Nam, đã góp phần cùng toàn dân lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang huyện Quỳ Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, huyện Quỳ Châu đã có hàng ngàn lượt người tham gia dân quân du kích, tham gia lực lượng thanh niên xung phong và đóng góp hàng chục vạn ngày công phục vụ chiến đấu. Trong đó có 270 người con đã anh dũng nằm lại mãi mãi không về, 107 đồng chí thương binh đã để lại một phần xương máu của mình trên khắp các chiến trường, 46 đồng chí bệnh binh, 5 mẹ Việt Nam anh hùng, một tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn người được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Và hiện, Quỳ Châu đang hoàn thiện thủ tục trao tặng danh hiệu một mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng 6 mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lực lượng vũ trang huyện, Thượng tá Võ Văn Bơ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi về truyền thống 70 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời nêu lên quyết tâm đoàn kết một lòng cùng lực lượng vũ trang nhân dân huyện nhà, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng mọi thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử của dân tộc ta, những biểu tượng sáng ngời về quân đội nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu, quân đội ta đã xây đắp lên những truyền thống cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28 tháng 8 năm 1945, lực lượng các tổ chức đội tự vệ cứu quốc cùng nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu giương cao cờ đỏ sao vàng, tổ chức meeting thị uy tại huyện lỵ hô vang khẩu hiệu chiến đấu bảo vệ cách mạng. Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳ Châu. Những chiến công và thành tích của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳ Châu suốt 69 năm qua đã góp phần quan trọng mang ý nghĩa lịch sử tô thắm thêm truyền thống yêu nước cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu nói riêng và của nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An nói chung. Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lực lượng vũ trang Quỳ Châu tiếp tục phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳ Châu càng khẳng định trách nhiệm của mình, không chỉ trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh mà còn là lực lượng đóng vai trò thường trực xung kích phòng chống lụt bão thiên tai,
cháy rừng, phối hợp với lực lượng an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trở thành lực lượng trung thành, tin cậy, bảo vệ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Kính thưa các đồng chí, trong niềm vui hôm nay, chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ lại những đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mỗi người chúng ta khắc sâu công lao của tầng lập lập cha anh đi trước và nguyện ra sức phấn đấu kết quả cao nhất đối với nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Ất Mùi 2015, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và nhân dân huyện nhà đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, của lực lượng vũ trang huyện. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, một lòng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, trân trọng gửi đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà, những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển thì tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, bên cạnh thời cơ thuận lợi thì cũng còn nhiều khó khăn thách thức đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, củng cố quốc phòng, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với Quỳ Châu, tuy những năm qua tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh có những bước phát triển mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Để phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳ Châu cần xác định tốt một số nhiệm vụ sau. Một là tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mơ hồ về đối tượng tác chiến, chú trọng củng cố xây dựng lực lượng, tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thứ hai là tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thường xuyên xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, không để bất ngờ xảy ra, góp phần giữ vững ổn định ở trên địa bàn. Thứ ba là phải thường xuyên ra sức học tập để nâng cao trình độ toàn diện, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xứng đáng với bản chất truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, thực sự là lực lượng nòng cốt
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Thứ tư là phải không ngừng phát huy tính sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 trong Đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang huyện, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, củng cố quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Thứ năm là tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác hậu phương quân đội và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thứ sáu là nâng cao năng lực dự báo và chủ động linh hoạt trong xử lý các tình huống, không để bất ngờ, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phấn đấu năm 2015 lực lượng vũ trang huyện nhà đạt đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Kính thưa các đồng chí, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳ Châu là một sự kiện quan trọng của địa phương. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội ta. Chúng ta tin tưởng rằng với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà góp phần xây dựng quê hương Quỳ Châu ngày càng giàu mạnh. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo huyện, xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn có sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang huyện Quỳ Châu nói riêng và lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam nói chung, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương trong thời gian tới.